狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。Tập 16, Gigi Bon giả mạo. Đứa trẻ mặc áo đỏ đang quậy phá trong thành phố hôm nay hành động kỳ lạ. Cảnh sát nghi ngờ rằng bị không ổn định tinh thần. Các bạn hãy cảnh giác. Gigi Bon à, bạn nên chữa lành bệnh tâm thần sớm hơn. Tớ đã nói nhiều lần rồi, đó không phải là tớ. Không phải tớ, không phải tớ. Được rồi, bọn tớ biết, không phải là cậu. Bobby à, đừng trêu cậu ấy nữa. Ta đã điều tra sự bí ẩn này. Tiến sĩ Miho, bác đang nói về điều gì vậy? Chỉ có một sự thật, quả bóng có thể dẫn đến một thế giới song song. Thế giới song song? Nhìn vào gương nào. Có chuyện gì vậy? Super Q có đôi mắt đen ngày hôm nay. Anh ta trông ghê tởm. Dừng lại. Các cháu có thể thấy thế giới song song giống như chúng ta trong gương. Gigi Bon trong thế giới thực đã mở bóng và mang Gigi Bon đến từ thế giới song song. Các cháu hiểu rồi chứ? Chưa hiểu lắm mà. Sao các cháu không thể hiểu được một điều đơn giản như vậy nhỉ? Gigi Bon trong thế giới thực. Dừng lại, chúng cháu đang rối bời. Được rồi, Gigi Bon từ thế giới thực sẽ được gọi là lợn thật. Lợn thật. Lợn thật. Gigi Bon đến từ thế giới song song thì gọi là lợn giả. Chúng ta nên bắt được tên lợn giả, bắt hắn ta quay lại thế giới của hắn. Tớ sẽ làm ngay đây. Tớ sẽ cho hắn một bài học. Khoan đã. Mang theo ren điện áp theo đi. Nhìn tuyệt quá. Mọi người nhanh lên. Chúng ta không thể cho phép anh ta phá hoại. Vâng ạ. Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn, tên trời máu đỏ. Bắt hắn, dừng lại. Đừng chạy nữa, bắt hắn. Hắn ở trên kia. Có vẻ là ai cũng ghét mình. Ừ, đúng rồi. Cậu đây rồi, đi theo anh. Chờ đã, em là Gigi Bon. Anh biết, nhưng cậu là tên Gigi Bon xấu xa. Không, em là người thật, là người tốt mà. Đúng rồi, Super Q, cậu ấy là Gigi Bon thật. Cậu đúng đó, tên lợn xấu xa không đi cùng Woody. Làm sao mà cậu biết hắn ta không kêu đội Woody xấu xa cùng hắn? Bắt cả tên Woody xấu xa. Cậu chạy đi. Người dám chạy à? Ôi không, em sẽ nói cho anh một bí mật. Em biết một bí mật của Bobby. Mỗi tuần cậu ấy tắm một lần. Ôi Bobby, em thật là bẩn đó. Không thể nào, sai rồi, hắn ta là giả. Giật điện hắn đi. Dừng lại, dừng lại. Em có một bí mật của Super Q. Là cái gì? Anh luôn quên rửa tay sau khi đi vệ sinh. Ôi Super Q, ghê quá. Dừng lại, anh không phải là người như thế. Hắn ta là kẻ giả mạo. Giật điện hắn đi. Chờ đã, em có thêm bằng chứng. Hôm nay, ở cửa hàng của tiến sĩ Miho, anh nói rằng em bị bệnh tâm thần và phải được chữa trị sớm. Tên giả mạo không biết điều đó, chỉ sự thật mới biết được. Em đã bảo là em thật mà. Cái gì? Em chỉ là bọn anh mất thời gian. Bobby, đi thôi. Tớ phải làm gì để mọi người không đuổi theo tớ nữa nhỉ? Tớ có ý này.
Gì vậy? Đứng dậy nào. Đừng cử động. Cái gì vậy? Được rồi, bây giờ không ai còn nhận ra cậu đâu. Hả? Là hắn, tiến lên và bắt hắn. Ôi, lại nữa rồi. Lần này ngươi không thoát khỏi đâu. Ôi ôi, không. Ôi, tại sao lại là tớ chứ? Tớ là Gigi Bon thật. Đây chính là tên mà mọi người cần bạn mua thuốc này. À, cậu là thật à? Cậu ổn chứ? Ở tại sao tớ toàn vướng phải rắc rối vậy? Được rồi, chúng ta sẽ bắt được tên lần sau. Tớ có một kế hoạch an toàn để hắn ta tự lộ diện. Một kế hoạch an toàn. Bản báo cáo đặc biệt, kẻ trộm mặc áo đỏ đã phá tan thị trấn hôm nay đã bị bắt. Có thể bạn đã bắt được con lợn ngốc không? Sau đó là Gigi Bon trong thế giới này. Thật tuyệt vời. Ta có thể sống tự do trong thế giới này rồi. Gigi Bon, Gigi Bon à, ta có tin tốt đây. Tên lợn xấu đã bị bắt rồi. Cậu không cần phải trốn nữa. Thật á? Chắc rồi, ta đã bắt hắn. Ồ, tuyệt. Dù sao thì tớ có cái này từ tên lợn xấu. Tuyệt đúng không? Cái gì vậy? Cái này dành cho cậu này. Nó hoạt động thế nào? Cậu cho cái tay vào. Như thế này hả? Nhìn này. Dừng lại, Woody. Woody, cậu ổn chứ? Woody ơi. Không, đưa tôi cái điều khiển đi. Ý người là cái này hả? Ta chán với nó rồi. Ôi không. Cảm giác bị bắt nạt thế nào hả? Phóng to dòng điện. Đây là điều khiển từ xa. Gigi Bon cậu ổn chứ? Tớ ổn. Các người đông hơn ta đó. Dừng lại. Woody ổn chứ? Cậu ấy bị giật điện mạnh quá. Gigi Bon, Woody. Đây. Đây là cái gì? Đây là máy theo dõi. Ta đã dán một bộ theo dõi trên người của hắn khi hắn không chú ý. Tuyệt quá, Daddy, chăm sóc Woody nhé. Làm thế nào mà bọn họ đuổi theo mình như điên vậy? Ở đâu? Nó đâu rồi? Không, Phoebe, chúng ta phải nhanh lên. Đây là nhà của hắn ta. Rất là may mắn. Chúng ta đều là Gigi Bon. Tại sao hắn có nhiều bạn bè và một ngôi nhà đẹp như vậy? Thật không công bằng. Ta sẽ hủy hoại hết tất cả những điều này. Piggy, khi nào bạn quay lại? Tôi vừa mới làm bánh pudding. Hãy đến và thử nó. Đó là mẹ. Mẹ. Gigi Bon. Mẹ. Có chuyện gì vậy con trai? Mẹ. Mẹ ơi. Tới đây ăn thử món mẹ mới nấu đi nè. Tình xấu xa kia, mọi chuyện đã đi quá xa rồi đó.
Dừng lại, nếu cậu đến đó, mẹ cậu sẽ rất kinh hoàng khi nhìn thấy cả hai bọn cậu đó. Đấy là lời nói dối tệ hại, nhưng mà... Piggy, thử đi. Mẹ... Không phải ai cũng có thể chịu được bánh pudding của mẹ tới đâu. Nó thế nào? Có vị như thế nào? Ngon, ngon lắm mẹ. Con thích nó. Có thể là mẹ mình đã thành công trong việc làm bánh pudding lần này. Làm thế nào mà mình cũng muốn thử nó. Tuyệt quá, thành công rồi. Mẹ sẽ làm thêm. Con có thể mời các bạn đến ăn cùng. Ngươi không còn đường nào để đi đâu. Ta xin lỗi, ta đầu hàng. Hả? Vậy cậu mồ côi ở thế giới bên kia à? Ừ, bởi vì tớ không có cha mẹ, tớ cô đơn, không ai thích tớ cả. Khi tớ đến thế giới này, tớ thấy rằng mọi người ở đây được chăm sóc tốt cho Gigi Bon. Nhưng trong thế giới đó, tớ bị coi thường. Vậy đó là lý do cậu phá hết tất cả. Ờ, tớ xin lỗi, tớ đã gặp mẹ ngay lúc nãy. Cô ấy nhắc tớ nhớ về những gì mà mẹ tớ thường nói với tớ. Tớ không cần phải là một cậu bé xấu để gây sự chú ý. Tớ xin lỗi cậu. Tớ không nghĩ rằng cậu lại là một phiên bản tội nghiệp của tớ. Hay cậu ở lại đây đi. Không, tớ cảm ơn. Tớ phát hiện ra rằng tớ đến từ thế giới thứ hai và không thể ở lại đây lâu. Tớ phải quay lại. Cánh cổng thời gian đã hoàn thành rồi. Được rồi, tớ phải đi rồi. À, nhân tiện hãy cho tớ biết cách tớ có thể kết thêm bạn đi. Đơn giản thôi. Hãy đối xử với mọi người bằng sự chân thành và họ sẽ làm điều tương tự với cậu. Tớ cảm ơn, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại cậu nha. Hẹn gặp lại. Và về món pudding của mẹ, đừng... Cậu nói gì vậy? Bánh pudding. Tớ rõ rồi. Gigi Bon, cậu ấy đang cố nói gì vậy? À, cậu ấy nói bánh pudding của mẹ rất ngon. Nào, tới nhà em và ăn thử. Tuyệt. Ôi không, cậu ta lại lừa mình rồi.